Chà, các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá nhanh Yamaha E-Z LM 2022 phiên bản giới hạn tại đại lý Việt Nam với mức giá 87 triệu đồng. Đây là một phiên bản đắt nhất của dòng Yamaha E-Z LM 2022. Xe được mang về các lý cách đây được vài ngày. Yamaha E-Z LM 2022 thế hệ thứ tư sẽ có thêm tỷ trọng M và được bán ra với 3 phiên bản khác nhau. Và các chiếc xe trong clip hôm nay thuộc phiên bản kỷ niệm 60 năm của Yamaha tham dự MotoGP với mức giá bán đề xuất 87 triệu đồng. Đây là một phiên bản có mức giá bán cao nhất trong tất cả phiên bản của chiếc E-Z LM 2022. So với những cái biến thể E-Z LM 2022 khác có mặt thị trường, thì phiên bản kỷ niệm này có một vài sự khác biệt về mặt bộ tem và một vài trang trí xung quanh. Mặc dù cái mẫu xe này ra mắt cách đây khoảng gần 1 tháng, nhưng những chiếc E-Z LM 2022 phiên bản giới hạn chỉ mới vừa được mang về đại lý cách đây được vài ngày. Hiện tại thì cái dòng sản phẩm của Yamaha Việt Nam có hai cái mẫu xe được trang bị bộ tem 60 năm của Yamaha tham dự MotoGP, đó chính là cái chiếc E-Z LM 2022 và cái chiếc Yamaha Exciter 155/2022. Cái chiếc Yamaha E-Z LM 2022 dùng trên mình bộ phanh Barry đi kèm cùng với hệ thống phanh ABS, trong khi biến thể E-Z LM 2022 thì không có những trang bị này. Có thêm lựa chọn phanh ABS sẽ giúp cho chiếc E-Z LM ngang sức với những cái mẫu xe như là Honda Super R105R. E-Z LM 2022 có cái cụm công tắc khởi động tích hợp với cái nút tắt động cơ. Thiết kế này cũng tương tự như cái dòng lực phân khối lớn. Logo màu vàng đồng có trên cái chiếc E-Z LM 2022 phiên bản kỷ niệm 6 năm và Monster Energy Yamaha. Cái chiếc Sportbike cỡ nhỏ của hãng Yamaha dùng cho mình động cơ 155cc tích hợp thêm cái van biến năng lượng V3. Có động cơ này sinh ra công suất là 19,1 mã lực, đi cùng chỉ đó là mô men xoắn cực đại 14,7 Nm. Cái chiếc Yamaha E-Z LM 2022 phiên bản giới hạn kỷ niệm 60 năm sẽ có mức giá bán tại đại lý Việt Nam là 87 triệu đồng, tức cao hơn 1 triệu đồng so với các phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá tiệm cận gần 90 triệu đồng chắc chắn sẽ khiến không ít người cân nhắc nếu không phải là một cái fan ruột của hãng Yamaha. Nếu lựa chọn cái chiếc E-Z LM thay vì là Super R105R hay cái chiếc XR110, người dùng sẽ nhận được một cái mẫu xe chế động cơ mạnh mẽ hơn, có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.